ơi cắn cỏ đó đây đúng không? Không là một nè đánh cây một chứ lúc này nước phải thắng nó chưa hiểu rồi bánh hoa gì cũng hoa bánh đầu tiên hả rồi bánh đầu tiên chắc tái này đó là ba nó ban gì nó kết nối nó chiều nghe chiều tại sao biết tại vì phát ra tiếng kêu của sấm cây đúng không? Giờ rút khóa đi, tắt khóa đo đi, tìm dây xác nhận ID đi, dây ID SM á. Đây số mấy? Đúng rồi đó, đo đi. Chuẩn rồi đấy. Rút SU ra. Lấy cái kim đo. Nhìn lại cái chân đi coi đúng màu chưa, đúng số chân chưa. Đúng màu dây chưa. Xanh lá sọ đỏ. Lâu vậy anh Trung? Qua mấy giây thì đếm lâu vậy anh? Sai đó. Mình phải xác minh lại cái màu dây luôn. Đây nè. Bây giờ kể cả bọn anh đếm từ đây đếm qua đúng không? Thì bây giờ đếm từ đây đếm qua đây đúng không? Thì bây giờ đây là 6, đây là 7, 8, 9, 10 rồi mình nhìn lật ngược lại này, nó đâu có trùng màu đâu. Vậy là mình đếm sai. Mình đếm sai thì mình lại đếm lại, lại nó từ bên này chứ. Không chịu xem sơ đồ chân gì hết. Chân đi xe đâu, tài liệu chân đi xe đâu. Lật ngược lại một tờ đi, cái cuốn sơ đồ mình diễn á, lật ngược lại. Rồi đó nhìn đây, thấy chưa? Đó, ở ngay ngón tay anh á, ngay ngón tay anh á. Đó, đúng rồi, đó cái chân á. Thấy không? Gì vậy anh Trung? Quay ngược lại đi, lật ngược lại. Đây nè, nhìn đây này. Đó, là đây là cái con SU thì người ta để chiều này. Đúng chưa? Thì bây giờ cắm vào đây thì bây giờ anh phải đếm chiều này. Đó. Thì đây, 1 đây. 1. Được chưa? 7 8 9 10 đây. Đó. Thì mình đo này. Đó, chân 10 có phải là chân này không? Đấy, xanh biển đỏ. Thì đây chân 7 của mình cũng xanh 7 đỏ đây. Đó, thông mạch vô. Xác định bệnh thì đúng rồi đó, mà đo thì không có đúng. Đúng bệnh chưa? Thử lại. Thấy chưa? Rồi ok, đó là đứt dây ID thì sẽ báo 4 nháy nha. Thì chắc em mất cái đầu này.